Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Boruto Naruto The Next Generation trên channel Shonen Action. Boruto Naruto Next Generation tập 13 đã được chiếu vào tuần vừa rồi. Thực sự là một tập phim rất hay và hấp dẫn. Nó đem lại cho chúng ta rất nhiều thông tin mới về Boruto, cũng như đánh dấu việc chuẩn bị kết thúc phần bóng Magos. Với tất cả những thông tin về những nạn nhân và các vụ án đã xảy ra trong các tập phim trước, thì tập phim này đã tiếp tục cung cấp thêm cho chúng ta những tin tức mới về những nhân vật phản diện và nguyên nhân tại sao lại xảy ra những vụ tấn công của bóng ma kỳ lạ. Với việc chỉ còn 1-2 tập nữa là sẽ kết thúc phần bóng ma bí ẩn này, thì mình hy vọng sẽ có một phần kết thúc đẹp để sẵn sàng chuyển sang phần với gia đình Sasuke. Tập phim đã bắt đầu với việc Sai và các thành viên của đội Anbu đã phát hiện ra đời sống của Shiragaki Tanuki, một thành viên sống sót cuối cùng của tổ chức do Danzo lãnh đạo. Hắn là một nhà nghiên cứu tài ba và là cận thân của Danzo. Hắn là kẻ cầm đầu đứng sau kế hoạch phát triển một loại vũ khí được lấy từ tế bào của Hokage đệ nhất Hashirama, và mật mã của kế hoạch là Gozu Tenno. Ngay trước khi chết, Shigaraki đã giao nhiệm vụ cho con gái mình, đó là trả thù cho tổ chức và giao cho cô bé Gozu Tenno hoàn chỉnh, và nhiệm vụ của cô là đi thu thập chakra. Naruto, Shikamaru, trong vòng ngoài của Hokage cũng đã phát hiện ra việc lớp trưởng lớp Boruto là Sumire chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc và là con gái của Shigaraki. Shikamaru cho rằng với bất cứ lý do gì thì có một sự thật là cô bé đang khiến cho rất nhiều người vô tội bị liên lụy, và dù Sumire chỉ là một đứa trẻ nhưng chúng ta cần phải trừng phạt như một tên tội phạm, bởi vai trò của Hokage là phải bảo vệ sự bình yên cho ngôi làng nên không thể nhân nhượng được. Hokage đệ lục là Kakashi đã xác nhận việc ông đã bám theo những dấu vết của Danzo và cũng suy đoán được việc di sản của Danzo là Gozu Tenno đã được yểm vào người của Sumire. Sumire trên đường hành động đã bị Sai và đội Anbu bắt gặp, tuy nhiên cô đã triệu hồi thành công quái thú Nue bằng cách sử dụng Gozu Tenno. Kakashi đã cảnh báo rằng quái thú Nue có khả năng hấp thụ chakra của tất cả mọi người và sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Điều đó khiến cho Naruto phải bỏ ý định sử dụng sức mạnh của mình để tiêu diệt nó sau một đòn, bởi sẽ rất nguy hiểm nếu nó phát nổ. Tình thế rất nguy hiểm khi Nue đang dần biến trở thành một quả bom khổng lồ. Mitsuki cũng tham gia vào cuộc đua truy bắt kẻ thù chủ mưu đứng sau sự việc này theo mệnh lệnh từ một người bí ẩn. Với việc nhận ra con quái vật Nue có liên quan đến cơ thể của lớp trưởng Sumire, Mitsuki đã được hướng dẫn phải tiêu diệt cô để ngăn con quái vật này lại. Vẫn chưa rõ ràng ai đang là người ra lệnh cho Mitsuki, có thể là Orochimaru hoặc cũng có thể là Toneri. Tuy nhiên, dường như người này rất quan tâm đến làng lá. Mitsuki đang được nhận nhiệm vụ giết Sumire đã rất cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của mình, mặc dù bị Boruto ngăn cản, bởi Boruto từ chối cách giết lớp trưởng để ngăn con quái vật này và hy vọng sẽ có cách giải quyết khác. Mặc dù Sumire đã khẳng định rằng cô chỉ có một nhiệm vụ là trả thù đến những người trong học viện và quãng thời gian đó đối với cô không có nghĩa lý gì cả, nhưng Boruto vẫn quyết tâm ngăn cản việc Mitsuki cố gắng giết cô. Trong khi ngăn cản Mitsuki và Sumire quyết chiến, Boruto đã vô tình kích hoạt được sức mạnh bí ẩn của mình, đồng thời dịch chuyển Nue ra khỏi kết giới và dịch chuyển cả nhóm đến một chiều không gian khác. Nhân vật nổi bật nhất trong tập phim này có lẽ là Boruto, người đang cố gắng tháo gỡ những rắc rối xảy ra bằng cách riêng mình. Khi nghe Mitsuki nói ra sự thật về lớp trưởng, Boruto từ chối việc chấp nhận lớp trưởng là thủ phạm, trừ khi anh ta được chứng kiến tận mắt, và thậm chí Sumire đích thân khẳng định về những việc đã làm chỉ vì mục đích trả thù cho cha cô, thì Boruto vẫn tin rằng đây không hoàn toàn là mong ước của cô. Suy nghĩ cá nhân của mình thì Sumire không phải là một con người xấu xa hoàn toàn, tính cách của cô không độc và mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì cha cô nên đã chấp nhận trở thành một vật chủ cho một thứ vũ khí nguy hiểm và hành động theo mệnh lệnh đó. Mình nghĩ rằng trong những tập tiếp theo thì Boruto sẽ cứu được Sumire và giải phóng cho cô khỏi thứ vũ khí nguy hiểm, đồng thời sẽ là đưa cô trở lại cuộc sống bình thường để tiếp tục đi học. Tổng kết lại thì tập phim đã đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin cũng như xây dựng được hình tượng Boruto với tinh thần chính nghĩa. Mitsuki thì đang dần hé lộ về việc đang có một người bí ẩn đứng sau, đồng thời chứng kiến được sức mạnh của Hokage đại lục qua việc anh nhanh tay kiềm hãm được quái vật Nue. Boruto tập 14 có thể sẽ là trận chiến quyết định của Boruto. Hy vọng cậu sẽ phát triển mạnh mẽ sức mạnh của con mắt biển. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi series phân tích Boruto Naruto The Next Generation trên kênh Shonen Action. Nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Con một quả trứng thì mới xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại chuyên cắt bim bim Tony. Ôi chết, mở cái gì đây? Ok. Hơi khó nhỉ. Ui, khó quá, nó không cho chỗ mở à?